Mỡ ơi, lôi đi đâu đây? Đi ra đây, nhanh lên. Lôi vào trong đấy làm gì? Kìa bạn kìa, đi ra chơi bạn kìa. Đi ra chơi bạn đi. Bạn kia. Úi dồi. Nào phi đi. Phi đi. Bạn bị viêm da cơ địa. Xin mời quý khách có tên Lý Gia Hưng đến bàn theo dõi. Thôi Lý Gia Hưng đi về nào. Lý Gia Hưng nhỉ. Bạn lấy xe xanh được không? Đi. Đây, đây. Nhường bạn đi nào. Ga lăng nhờ, mỡ nhường bạn nào. Cho mình ngồi đây. Ừ rồi. Kìa. Mỡ không nhường bạn à? Cứ thích xe màu hồng cơ. Đi về kìa Hưng ơi. Thôi đi về nào. Đi.